Thế là cảnh bây giờ của mình rất là phù hợp với bài ừ thì. Thế là mình hát bài ừ thì cậu. Còn định đệm đà nữa nhưng mà lười quá. Thôi, ngồi đây. Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái, nhưng chàng trai nào hay từ lâu cô đã âm thầm mến thương. Chàng trai nhà xa tận hai khu phố đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại. Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói, đem tình yêu vào thư người yêu của người nơ nơ ký tên. Tình yêu gửi tròn cho em như thế trên đầu thư còn ghi người buồn thoáng nhớ năm thương cô ấy hồi hương. Tìm anh nói cho trọn lời em biết từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời. Vậy thì sao hàng 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 hương lang lung như thế cũng nhìn anh phấn nhát. Ừ thì anh rất tốt nhưng thơ nội ừ thì em rất tiếc đấy. Chẳng ai mong thấy trốn theo anh nhưng tình yêu là như thế đấy. Ừ thì anh rất tốt nhưng thơ nội ừ thì em rất tiếc đấy. Chẳng ai mong thấy trốn theo ai mà sao cứ thế. Còn lại sau nữa nhưng mà một là quên lời hay là lời.